저는 부손통 변호사입니다. 현재 법무법인 태평양 베트남 사무소에서 일하고 있습니다. 주로 베트남에 투자하는 한국 기업들에게 법률 자문 제공하고 있습니다. Trước đây thì tôi học toàn bộ bằng tiếng Anh. Cho đến khi mà tôi tìm cơ hội học bổng để học đại học thì tôi cũng tìm các trường học bằng tiếng Anh. Khi đó thì tôi đã nhận được các cái lời giới thiệu về trường Đại học Quốc tế Hàn Đông ở Hàn Quốc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, và các cái điều kiện học bổng của trường cho lúc bấy giờ cũng rất là tốt. Chính vì thế mà tôi đã quyết định sang du học tại Hàn Quốc. Và mặc dù là khi đó tôi chưa biết tiếng Hàn, chính vì khi sinh hoạt và sống tại Hàn Quốc thì tôi thấy cái nhu cầu phải học tiếng Hàn và biết về văn hóa Hàn Quốc để phục vụ cho cái cuộc sống hàng ngày, cũng như là để xây dựng cái mối quan hệ với các giáo viên và các bạn học của mình. Có lẽ điều thú vị nhất đối với tôi đó là đến học và làm học và sống tại Hàn Quốc, nhưng mà tại thời điểm đó tôi chưa biết tiếng Hàn. Thế cho nên là việc giao tiếp với mọi người là một việc rất là khó khăn, nhưng mà cũng khá là thú vị để tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc. Theo tôi thấy thì không những chỉ có một vài sự việc đơn lẻ, nhưng mà có rất nhiều việc mà tôi thấy sự khác biệt khá lớn giữa văn hóa Hàn Quốc và văn hóa Việt Nam. Trong khi phía doanh nghiệp Việt Nam và người lao động Việt Nam thì vẫn có những cái sự tự do và có những cái sự linh hoạt nhất định, thì phía doanh nghiệp Hàn Quốc rất là chặt chẽ, đặc biệt là về mặt thời gian. Cho nên khi mà tôi đã học và hiểu tiếng Hàn cũng như là sống ở Hàn Quốc, biết về văn hóa Hàn Quốc, thì tôi thường là người mà giúp cho khách hàng Hàn Quốc và các đối tác cũng như là nhân viên Việt Nam để có thể dung hòa được cái sự khác biệt về văn hóa, đặc biệt là trong cái văn hóa làm việc. Theo như kinh nghiệm của cá nhân tôi thì tiếng Hàn không phải là một ngôn ngữ mà nhấn mạnh nhiều về ngữ pháp. Thế cho nên là các bạn nếu mà khi bắt đầu học tiếng Hàn thì đừng nên quá tập trung, cũng như là nếu mà mình chưa hiểu rõ về ngữ pháp thì cũng đừng quá là căng thẳng, mà các bạn nên tập trung vào những kỹ năng nghe nói để giao tiếp. Sau đó thì các bạn có thể nói, có thậm chí kể cả không đúng ngữ pháp thì người nghe vẫn có thể hiểu. Đối với tôi thì trong tiếng Hàn có từ mitum, có nghĩa là đức tin hay là niềm tin, là một từ có ý nghĩa rất là nhiều. Bởi vì có những điều mà chúng ta không thể phải nhìn thấy rồi mới tin được. Nhiều khi trong cuộc sống thì chúng ta phải có những bước đi bằng đức tin. Và qua câu chuyện của chính mình, qua việc mình đặt chân đến Hàn Quốc và học cũng như là phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc và sử dụng tiếng Hàn, trong cuộc sống của chính tôi cũng có rất nhiều lần tôi phải bước đi bằng đức tin như vậy.